Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và nói về vấn đề cách tạo nụ nhiều cho cây mai và chống trổ bông sớm cho cây mai sau này nha các bạn. Thì video mình sẽ chỉ các bạn cái bí quyết để mà cây mai của các bạn trong những tháng trở đi á, nhất là những tháng 8, tháng 9, tháng 10 nó sẽ tạo nụ nhiều ha. Và chống trổ bông sớm. Thì bây giờ mình phải làm cho nó một cái tiền đề trước cái đã, để cho cây mai mình sau này tháng 8 trở đi nó sẽ tạo nụ sớm. Thì video này mình nói các bạn, những cây mai mà các bạn mà rong lá ít á, hoặc là không rong lá, thì mình sẽ áp dụng nha các bạn. Chừng những cái cây mai mà các bạn rong lá nhiều hoặc là lá hết á, thì không áp dụng cái phương pháp này nha các bạn. Thì mình sẽ đi vào cái phương pháp luôn. Nào bạn nhìn lại cái cây của mình, nó sẽ đâm tược rất là nhiều. Nào bạn thấy không? Đâm tược rất là nhiều. Đặc biệt là những cái nụ kim á các bạn. Nụ kim nó sẽ đâm tược luôn nha các bạn. Thì cái phương pháp này á, sẽ giúp cây mai của các bạn chống trổ sớm là như thế nào. Là mình sẽ, bây giờ những cây mai mà nó có nụ kim á các bạn, hay nụ kim như thế này, mình sẽ cho nó bung chồi thành chồi, chồi lá như thế này luôn. Thì mục đích bung chầu lá như thế này là để cho cây mai nó sẽ ra nhiều cơ đọt thêm nữa, để tạo nụ thêm nữa nha các bạn. Và đồng thời, nếu các bạn không làm như cái phương pháp này á, thì những cái nụ kim như thế này nè, vào tháng 10 nha các bạn, nó sẽ trổ sớm ha. Tháng 10 nó sẽ trổ sớm nếu các bạn không biết điều chỉnh phân bón, hoặc là nếu mà thời tiết mà cứ nắng nóng nhiều á, thì nó sẽ trổ bông sớm. Thì những cây mai mình chỉ cái phương pháp này để các bạn làm á, là để nó ra cơ đọt thêm nữa nè các bạn ha. Nó ra từ những cái nụ kim đó, những cái nụ kim chồi hông á, thì nó sẽ ra chồi hông như là chồi xương cá đó các bạn, và nó sẽ ra cơ đọt thêm, giúp cho cây mai mình nó kín tàn và nhiều cơ đọt hơn, và chống trổ bông sớm. Thì nó ra nhiều cái chồi hông, chồi xương cá và cơ đọt nhiều, thì nó sẽ tạo nụ nhiều ha, nó sẽ tạo nụ kim nhiều cho cây mai mình sau này. Thì cái phương pháp mình sẽ nói các bạn, phương pháp này mình cũng đã có chia sẻ rồi, nhưng mình sẽ nhắc lại cho các bạn ha. Mình nhắc lại cho các bạn là những cái cây mai của các bạn rong lá ha, rong lá vừa phải, và những cái cây mai mà không rong lá thì áp dụng phương pháp này, còn các bạn nào đã áp dụng rồi thì không áp dụng nữa nha các bạn, chỉ áp dụng một lần thôi. Rồi đó là các bạn dùng cho mình cái thằng N3M này nè. Thì thằng N3M này nó dưỡng rễ, ngoài nó có thành phần NPK thì nó sẽ có chất phóng tược các bạn. Khi mình sử dụng cái thằng N3M này vô nè, mình bón cho cây mai mình thời điểm này thì những cái tược không á, nó hình thành từ cái nụ kim đó các bạn, nó sẽ bung ra các bạn, nó bung thành trò lá như thế này nè, nó bung thành trò lá nhiều như thế này, nó bung thành trò hông lá nhiều như thế này, để mà có chồi hông xương cá thì cây mai mà nó sẽ dày đặc hơn và nó sẽ hình thành nụ nhiều hơn sau này nha các bạn. Thì mình nhắc lại cái liều lượng các bạn sử dụng cho mình đó nha, là 2g cho 1 lít nước. Ví dụ như cái thùng B các bạn là 20 lít thì các bạn bỏ vô 40g cho mình nha các bạn. Những bạn mà xài hũ lớn này nè, thế này nè, thì cái trong hũ này nó có cái muỗng. Thì cái muỗng này là nó 15g nha các bạn. À, nếu các bạn mà mua hũ lớn 5 nửa ký như thế này nè, thì nó có cái muỗng như thế này. Thì cái muỗng này bằng mặt á, là nó 15g nha các bạn. Thì khi mà các bạn pha, thì thùng B 20 lít đó, thì các bạn sử dụng cho mình là 2 muỗng, hơn 2 muỗng rưỡi nha các bạn. Đó, cái muỗng này 15g nha các bạn. Thì mình tưới cũng giống như là mình tưới phân bình thường nha các bạn. Mình nhắc lại cái liều lượng tưới luôn, tại vì mình tưới rồi nên mình không có tưới thực tế cho các bạn xem. Ví dụ như cái cây này, chậu 5, hoành 25 thì các bạn tưới cho mình á, là 2 lít đến 2 lít rưỡi nha các bạn.
Rồi những cái cây mà thí dụ như chậu 3,5 như thế này mà hoành nó khoảng là 18 thì các bạn tưới cho mình 1 lít đến 1 lít rưỡi ha. Rồi những cái cây mà hoành nó khoảng 35 chậu 6 như thế này, các bạn tưới cho mình 3 lít nha các bạn, tưới cho mình 3 lít. Những cây cây nhỏ hơn mini nữa, ví dụ như những cái cây mà bằng ngón tay cái nè, chân cái nè các bạn, thì mình tưới cho nó nửa lít hoặc là 0,7 lít thôi nha các bạn. Thì cái số lượng lít tưới cho từng cây mình cũng đã làm nhiều video rồi nên mình sẽ không nhắc lại. Còn các bạn mà có những cái cây mà hoành khoảng 40 mấy chậu 7 đó các bạn, thì các bạn tưới 4 lít. Còn hoành mà 50 mấy chậu 8 chậu 9 đó các bạn, bạn tưới cho mình 5 lít. Thì trong tháng này á, các bạn nào đã bón cái thằng 16, 16, 8 rồi nha các bạn, thì không bón nữa nha các bạn. Trong tháng này thì mình chỉ kết hợp 16, 16, 8 hoặc là 20, 10 đó. Nếu các bạn không có 16, 16, 8 thì lấy 20, 10 cũng được. Thì các bạn chỉ bón một lần cho mình thôi. Thì cái liều lượng mình cũng đã nói như lúc trước rồi. Có thể các bạn có thể bón chung với thằng lại thằng N3M này, và các bạn cũng có thể bón riêng cách nhau một tuần lễ hoặc là 10 ngày cũng được. Thì cái liều lượng trong tháng này các bạn nào bón rồi thì không bón nữa nha các bạn. Mình nhắc lại thôi, trong tháng này thì các bạn bón 16 16 8 này nè, thì cái liều nó khoảng là 2 gram cho 1 lít nước nha các bạn. Thùng B là 20 lít nước thì các bạn bỏ cho 40 gram. Các bạn có thể pha chung với thằng N3M hoặc là tưới riêng cách nhau tuần lễ 10 ngày. Thì pha chung á, thì đảm bảo là cái cây của các bạn phải mạnh nha các bạn nha, cây phải mạnh và tàn lá nó nhiều như mình đã chia sẻ như thế này nè, thì nên mới tưới chung. Còn các bạn mà cây mà các bạn hơi cảm thấy hơi yếu yếu hơn chút á, thì tưới riêng cho nó an toàn. Thì cái tháng này thì các bạn nên sử dụng cho nó ra cái chòi hông đi nha các bạn ha. Còn nếu mà tháng sau các bạn cho ra chòi hông nữa thì không kịp nha các bạn. Tháng này nên ra cho chòi hông. Và đặc biệt á, từ tháng 5 là trở đi nè, qua tháng 6, tháng 7 mình sẽ hướng dẫn các bạn bón thúc cho cây mai của mình nha các bạn. Bón thúc cho nó ra thêm 1-2 cơ đọt nữa. Và cái lá nó sẽ xanh và dày thêm. Thì qua tháng 6, tháng 7 á, thì cây mai mình nó đã tàn lá tùm và bộ rễ nó đã đầy đủ rồi, tương đối nhiều rồi. Thì mình sẽ bón thúc. Thì mình sẽ có video mình làm để hướng dẫn các bạn bón thúc trong cái tháng 7, tháng 8 bón như thế nào. Còn cái video này thì mình sẽ kết thúc lại. Mình không có nói về vấn đề này, tại vấn đề này là đã nói rồi trong cái video mà chăm sóc mai vàng tháng 5 rồi. Mình chỉ nhắc lại thôi. Mình cho các bạn xem là kết quả của cái cây mình sau khi tưới N3M và 16, 16, 8 nó sẽ bung được không rất là nhiều. Thì mình lưu ý thêm các bạn là trong tháng 5 này các bạn nên xịt ngừa nhện đỏ nha các bạn. Bắt đầu từ bây giờ là nhện đỏ rất là nhiều rồi đó các bạn. Phải xịt ngừa nhện đỏ. Thì các bạn xịt ngừa bằng cái thuốc mà phe 500 SC hoặc là Nitaki, nó nhiều loại đó các bạn. Các bạn ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật thì nói bán cho tôi cái thuốc mà đặc trị thằng nhện đỏ là người ta bán thôi. Thì các bạn nên xịt một tháng một lần hoặc một tháng rưỡi một lần để ngừa cái nhện đỏ trong cái mùa mưa này nó rất là nhiều. Năm như năm dầu thì cái dịch nhện đỏ rất là nhiều, mình thấy vườn mai nào cũng bị chứ. Thì nếu mà để cái vườn mai mình bị thì nó sẽ ăn cái lá mình, nó mất diệp lục và cái lá mình nó giảm quang hợp rất là đáng kể nha bạn, làm cho cây mai mà nó si lên các bạn. Bây giờ phải ngừa nhện đỏ. Rồi trong mùa mưa này mình nhắc lại là các bạn phải tưới thằng Chico Đạt Ma hoặc là bón vôi cho mình. Thì bạn nào đã bón rồi thì mình không bón lại, mình chỉ nhắc lại thôi. Thì cái thằng vôi 98 á, thì các bạn chỉ nên xài một năm 2 đến 3 lần thôi nha các bạn. Thì cứ 2 hoặc 3 tháng bón lần là được rồi nha. Mình nhắc lại vôi 98 bón riêng cho mình. Thằng vôi 98 phải có trong chăm sóc cây mai, nhưng mà một năm mình bón 2 đến 3 lần thôi, cách nhau 2 đến 3 tháng một lần. Cứ 2 đến 3 tháng mình bón một lần vôi là được rồi, không nên bón nhiều nha các bạn, vôi 98 á. Rồi còn cái thằng
Chico Đạt Ma. Thì cái thằng Chico Đạt Ma thì là nấm có lợi, và nó trong đó nó có chứa các vi sinh vật rất là tốt cho cây mai của mình. Thì cũng vậy, thằng Chico Đạt Ma này cũng bạn bón giống như vôi, nhưng mà bón xen kẽ với vôi nha các bạn, không nên bón chung. Tại vì cái thằng Chico Đạt Ma nó là vi sinh vật, nó có vi sinh vật có nấm, thì mình bón vôi chung với nó là nó tiêu diệt luôn cả cái thằng vi sinh vật và nấm Chico Đạt Ma luôn nha các bạn. Nên bón riêng cách nhau tối đa là 15 ngày, xin lỗi, tối thiểu là 15 ngày trở lên. Còn cái thằng vôi á, công dụng của nó là để mà nó diệt mầm nấm, nhất là nấm, những cái loại nấm mà gây hại cho cây mai của mình đó, là cái nấm mà các bạn thấy mà trắng trắng ở rễ đó các bạn, là cái nấm mà đó là nấm mà cái nấm rất là có hại cho cây của mình. Bón cái thằng vôi 98 đó, nó diệt được các loại nấm gây hại cho cây trồng của mình, đặc biệt là nấm Phytophthora, rồi nấm Furasirum, nó nhiều loại lắm bạn, nhưng mà đa số là mình sẽ tiêu diệt được những cái loại nấm đó gây hại. Rồi tiếp tục là bạn phải ngừa nhện đỏ nha các bạn, hai ngừa nhện đỏ cho mình. Ngừa nhện đỏ xong rồi các bạn ngừa bọ chỉ, sâu xanh. Thì mình nói có người nói là cái thằng thuốc mà trị bọ chỉ á, diệt được sâu xanh, sâu cuốn lá luôn. Thì tùy loại thuốc nha bạn, không phải là thuốc nào cũng diệt bọ chỉ là cũng diệt được sâu xanh và sâu cuốn lá nha các bạn. Như cái thằng Cofidor thì nó chỉ diệt được bọ chỉ thôi, nó không diệt được sâu xanh và sâu cuốn lá đâu các bạn nha. Các bạn phải mua thêm cái thằng design. Thì design á, design của bà Ye nó cũng diệt, nó diệt sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu tơ rất là hay các bạn. Nó diệt hay hơn cả thằng Regen đó các bạn. Regen thì chủ yếu là nó diệt với dán côn trùng rồi, để mình tưới vô chất trồng thì nó diệt được, nhưng mà nó diệt sâu không bằng cái thằng design. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.